Bà có đạo không? Không có đạo hả? Đây. Con chào cha và chào cộng đoàn lòng thương xót. Con là Maria Hà, thuộc ở tỉnh Tuyên Quang, thuộc giáo xứ Ân Thịnh, giáo phận Hưng Hóa. Con cách đây 5 năm thì con bị bệnh tim, bị hở van tim, rối loạn nhịp tim. Và bị đầu năm 2017 thì con bị một cái u ở nửa đầu bên trái và bị tê bại nửa người bên trái này, tay không cử động được. Thế thì con cứ lần chuỗi thương xót và con cầu nguyện mẹ cùng Chúa chữa bệnh cho con. Thế và đến tháng 9 năm ngoái, năm 2017 thì con vào đây được cha đặt tay cầu nguyện và về là con khỏi bệnh luôn, con khỏi hết bệnh. Thế là đến tháng 11 con lại quay vào và lên làm chứng cho Chúa mà đông quá con không chen lên được. Thế với lại ơn thứ hai là cho em con là em gì con là bị ung thư xương sườn, cắt đi một rễ và di căn sang phổi. Thì về bác sĩ là mổ là dạ về không chữa được nữa, trong khi đó em con lại có thai được 2 tháng nên bác sĩ bảo là phải bỏ hết đi mà không chữa được thì cứ sống được ngày nào thì biết ngày ấy thôi. Thế thì là về cứ cầu nguyện thì chị mấy chị em thì cứ 3 giờ chiều cầu nguyện và cái đứa em gì thứ hai thì nhắn tin vào đây xin cha cầu nguyện cho. Thì em con tự dưng lại đi khám lại 2 lần, xong đến lần thứ 3 thì chán nó không đi nữa. Thế nên lúc cái thai to rồi thì đến tháng 9 năm ngoái là được 6, cháu được 6 tháng thì là cũng vào đây cha đặt tay và cầu nguyện cho. Thế xong về đợt ấy thì em con khỏe thì lại đưa xuống viện K3 Đông Triều ấy, ở Hà Nội là khám. Thì tự dưng là tế bào ung thư là cũng không còn nữa mà bây giờ em con khỏe mạnh bình thường. 24 Tết 2017 này sinh một cháu trai, cháu được 3 cân là bây giờ cháu đã biết nói và rất là khỏe mạnh. Đấy là... còn nhiều lắm nhưng mà thôi thì cha không nói thì con cũng chia sẻ vậy thôi ạ. Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha cùng cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho gia đình nhà con ạ. Chưa thấy lúc nào mà Chúa muốn thì mới được. Chị vào đây cách đây đúng 1 năm muốn đi làm chứng nhưng mà đúng 1 năm sau Chúa mới cho, đâu phải đơn giản. Cho nên những người mà lên đây làm chứng không phải là chúng tôi chọn mà là Chúa chọn, Chúa gọi và lẫn cái sứ mạng mà Chúa cho phó. Chứ chúng tôi cũng chẳng biết người chị em này bao giờ. Tại vì trong muôn ngàn người lên đặt tay, chúng tôi chỉ biết một điều là lạy Chúa. Chúa bảo con đặt tay cầu nguyện cho họ thì con đặt tay con cầu nguyện. Còn việc Chúa làm như thế nào, Chúa làm khi nào, con hoàn toàn phó thác cho Chúa. Cho nên có những người vừa đặt tay xong về nhà được Chúa chữa lành, có những người 3 tháng và có những người thì vừa đặt tay xong hôm sau lên làm chứng bảo con được ơn sốt sồn sột, ơn nóng hổi. Còn có những người thì đúng 1 năm sau đã đến đây rồi nhưng mà Chúa chưa cho lên là vẫn không lên được. 1 năm sau quay trở lại Chúa bảo hôm nay lên, lên không? Có. Bây giờ xuống, xuống không? Có. Rồi xuống. Rồi, cái bà ngoại đạo này, bà đạo gì? Dạ, thưa.